Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 8 tháng đầu năm 2023 ước đạt hơn 1.124.000 tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán và giảm 8,8% sau cùng kỳ năm 2022. Trong số đó, thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 72% dự toán, thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 65,5% dự toán. Không kể thu tiền sử dụng đất, thu sổ số, số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và trên lệch thu chi của ngân hàng nhà nước. Bộ Tài chính cũng cho biết ước tính có 27 trên 63 địa phương thực hiện thu nội địa 8 tháng đạt trên 68% dự toán.